Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp mình đi qua Nam Chính. Nam Chính là một xã thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích là 6,41 km². Theo thống kê dân số năm 1999, tổng cộng là 6.376 người, với mật độ là 995 người trên km². Xã có mệnh lệnh chính là 13045. Đến tháng 4 năm 2019, theo thống kê của dân số là 7.171 người, với mật độ dân số là 1.119 người trên km². Đây là địa phương có dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đi qua.